Chào cả nhà, con chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Kvlog nha. Cả nhà cũng qua một ngày cả nhà, mình lại trở lại đây. Thì không hy vọng là ổng niệm Phật thì ổng sẽ nhớ được một đôi chuyện gì đó. Thôi giờ mình cũng không nói dông dài cả nha. Thì đến đây rồi thì mình cúng, mình mời ổng ra. Bây giờ mình làm nghi thức nha. Đánh bể trời. Thì nay con một lần nữa đến đây gặp ông. Con muốn mạo ra đây hưởng được cúng. Con đến đây chịu lỗi với ông, chịu tội với ông nè. Tại vì mà con nghĩ ông, nếu như ông chấp nhận ông niệm Phật là tất nhiên ông sẽ làm được. Thôi bây giờ con ngồi ở đây ha, con chờ ông ra. Con biết ông ở đâu đây chứ không đâu hết trơn, nhưng ông không chỉ xuất hiện liền thôi. Ông là bạn con thì ông mới ra đây sớm sớm chút. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Ủa, ông nói sao? Ông nhớ ra được chút chuyện hả? Ông có niệm Phật không? Con nói với ông rồi, ông nghe lại con niệm Phật đi là được rồi, ông chịu nghe con. Thì bây giờ con sẽ không nói với ông là niệm Phật sẽ giải thoát. Nhưng mà nhìn trước tiên thì ông niệm Phật, ông đã giúp được cho ông, ông nhớ lại rồi đó. Nhưng bây giờ ông hỏi nè, ông nhớ cái gì rồi? Ông nhớ ông có vợ, có một đứa con. Một vợ một con. Thì ông hiện tại giờ ông nhớ được là ông có một vợ, một người con. Nhưng mà hiện tại bây giờ ông có nhớ là ông đã bao nhiêu tuổi không? Hôm nay là năm 2023, cũng gần 2024 rồi. Năm 2023. Cái gì? Một ngàn sáu trăm bốn mươi lăm. Một ngàn sáu trăm bốn mươi lăm là cái thời đó, con nói thiệt nha, con kém lịch sử, con không biết lịch sử. Con biết một chút xíu về lịch sử gần đây thôi, chứ còn xa xưa nữa thì con không rành. Con kém về lịch sử, cho nên ông nói vào năm đó con cũng không tưởng tượng được năm đó là năm nào và như thế nào luôn đó. Năm 1600. 600 là cách nay là 300 mấy chục năm hả trời? 300 mấy chục năm. Wow, vậy là ông cũng lớn dữ rồi. Ông sanh ra được có khoảng là hơn một chục lần của cái trình 10 đời à. Có nghĩa là 20 năm là trung bình một người là 20 năm hoặc là 25 năm sẽ có một đời con. Và 25 năm sau ông sẽ có một đời cháu. Và 25 năm sau ông lại có một... Ông thành ông cóc gố, tóm lại là quy ra chậm trung bình tầm 25 năm là sẽ có thêm một đời nữa. Mà nếu như tính như vậy thì 250 năm thì sẽ được 10 đời, mà 300 mấy chục năm như thế này. Wow. Con không biết là cái đời của con là cái đời gì luôn. So với ông. Bây giờ ông có tin niệm Phật được chưa? Ông giờ ông tin là niệm Phật đúng không? Không, cái điều mà giải thoát con giờ con không nói là niệm Phật sẽ giải thoát. Nhưng mà con chỉ muốn biết là ông niệm Phật, ông nhớ được thì ông có cảm thấy là niệm Phật sẽ giúp ông được một cái vấn đề này chưa? Con không nói là sẽ giải thoát. Tại vì tin mới được, còn không tin là không có đường nào để mà giúp ông giải thoát được hết chứ. Rồi ông ngày xưa là ông làm lính đúng chưa? Bây giờ con thì nói chung ra con cũng không biết nói sao. Thì con nói với ông rồi, niệm Phật sẽ giúp cho cái thân tâm mình nó an lạc hơn, cho cái linh hồn mình nó được sáng suốt hơn. Nó như người sống sẽ giúp cho người sống cái đầu óc sẽ rõ ràng hơn, cái thân tâm sẽ tịnh lại và sẽ lắng lại đó. Và mỗi cái tập niệm nó sẽ rơi ra, không còn tập niệm nhiều nữa.
sẽ giúp cho người ta được nhẹ nhàng hơn. Và những khi một người nào đó đang nổi giận mà biết niệm Phật thì tự khắc Nam Mô A Di Đà Phật khi dằn cái cơn giận người đó xuống liền ngay lập tức. Và cũng như ông, nếu như ông đang hận hay đang thù, đang giận, tức bất cứ cái điều gì cũng vậy chứ. Nếu như một khi ông đã biết niệm Phật rồi á, thì một niệm Phật được là sẽ giúp cái thân tâm của ông nó sẽ nhẹ nhàng, nó sẽ lắng xuống. Đó. Và những cái suy nghĩ mà giận dỗi đó, tức tối đó, nó sẽ hạ xuống, nó giúp cho linh hồn của ông sẽ trong sáng hơn. Thì con bây giờ con gì một chút gì là ông tin ông niệm Phật được là con mừng rồi. À, ông chỉ xuất hiện với con gặp con một chút gì thôi hay sao? Dạ dạ con mở ăn con quên nữa. Con mời ông ăn đồ cúng. Con đây là con có bánh với cái nước thôi, con không có gì hơn hết á. Con mới đến đây với cái tấm lòng của con, chứ lại con nhang và nước và bánh thôi. Không mời ông hưởng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Giờ ông có thể nghe con một chút xíu được không? Giờ ông cố gắng niệm Phật đi. Nếu như niệm Phật mà giúp ông được nhiều thứ nữa, giúp ông được những gì ông cần biết, ông muốn, thì dạ, bây giờ quyết định vậy nghe. Ông nói rồi nghe, nếu như ông niệm Phật mà ông được nhớ được nhiều hơn thì ông sẽ ngồi đây niệm Phật với con à. Con sẽ ngồi đây niệm Phật với ông luôn. Con sẽ đặt cái máy niệm Phật, con với ông cùng niệm Phật. Ông niệm Phật, ông giải thoát. Con niệm Phật, con được phước. Con sẽ giải nghiệp tất cả các nghiệp chướng. Ai cũng có nghiệp chướng cả. Con cũng vậy. Con đến đây con giúp ông. Chỉ khuyên ông thôi, chứ con không có đưa ông lên trên hoặc là đi đâu được cả. Trừ cái linh hồn của ông tự biết giải thoát thôi, chứ không ai giúp được ông cả. Con cũng không giúp được ông. Mà chỉ khuyên ông nghe niệm Phật và niệm Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Ngứa đầu à? Ừ, chết rồi. Ở nhà mình hỏi thì nãy giờ mình không hỏi ông tên gì luôn. Ở nhà thấy không? Lúc đầu thì ông không chịu niệm Phật. Nhưng mà mình cũng may mắn là mình kêu ông nhớ là ông thử. Thì ông cũng đã thử đó nha. Thì ông cũng nhớ là ông có vợ, có con. Và ông nhớ được cái năm sinh của ông luôn chứ. Ông nhớ ông sinh năm 1645. Năm 1645. Thì đến nay là cũng 300 mấy chục năm rồi cả nhà, bây giờ năm 2023. À, 378 năm. Hả? 45. 300. 378. Năm nay 23. Phải không ta? Ủa, tuổi dữ gì? Wow. Trước khi ổng đi, ổng có nói nếu như ổng niệm Phật mà ổng nhớ nhiều chuyện hơn nữa là ổng sẽ ngộ niệm Phật với con. Để mà hy vọng là sẽ giúp cho ông được giải thoát đó nha. Thì nói chung ra thì mình cũng rất mong là khi ổng niệm Phật ra được á, mình sẽ dừng đến đây một ngày để cho ông niệm Phật. Để cho ông tịnh tâm coi xem như thế nào. Rồi mình coi khi mình trở lại, nếu như ông muốn niệm Phật thì con sẽ hết lòng ngồi niệm với ông luôn đó nha.
Nhưng ổng không đuổi con đi thì thôi, nhưng mà ổng đuổi thì đi, chứ ổng đồ không đuổi là con ngọn niệm Phật cho ổng. Tại vì giúp một người đã tin thì đã khó rồi, còn giúp một người mà không tin càng khó hơn. Thôi bây giờ Đỏ xin dừng video luôn cả nhà. Tuy thời gian không dài thiệt nhưng mà cũng biết được nhiều hơn chút xíu, cũng giúp được ổng, cũng nghe được những cái lời nói của ổng, cũng cảm thấy là cái mức độ mà khả quan thì nó lại rất là cao rồi. Nó càng ngày càng tiến bộ cũng như là tốt hơn cả nhà. Thì giờ Đỏ xin dừng video và hẹn cả nhà một clip tiếp theo. Bye bye nha cả nhà.